ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆាណែលប្រុកខេអេកអាហ្វីសានយូសូមលើកនៅអត្ថបទបាទដកស្រង់ខ្លីៗចំនួន3មកជម្រាបជូនដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ផងដែរដែលអត្ថបទទី1បាទគឺតកតងនឹងបាទតារាចម្រៀងបាទស្រីល្បីឈ្មោះផងដែរគឺកញ្ញាគឺអ្នកនាងសុនស្រីពេជ្រដែលយើងស្គាល់ថាជាកូនតារាកំ្លែងនៃសង្ឃសិស្សនោះបាទឥឡូវនេះអ្នកនាងសុនស្រីពេជ្រក្រោយពីរៀបការមកដោយឃើញតែការបង្ហោះរូបថត ជាមួយតែកូននោះទេប៉ុណ្ណឹងបណ្ដឹងថាបាទប្តីនឹងឡើងលះឬក៏បែកបាក់គ្នាយ៉ាងណានោះទេឥឡូវនេះសុនស្រីពេជ្របានចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍បាទបេះដូងធ្លាប់ប្រេះស្រាំពេលឃើញព័ត៌មានឡើងលះរបស់បាទលោកអុកញ៉ាម្នាក់ប្រិមិត្តបាទស្គាល់ហើយគឺលោកអុកញ៉ាឌួងឆាយហើយនឹងជំទាវដេតម៉ាលីណានោះឥឡូវនេះសុនស្រីពេជ្រនឹងក៏បានបាននិយាយបាទតាក់ទងនឹងបញ្ហានឹងដែរហើយចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍បាទបេះដូងប្រេះស្រាំកន្
tông đừng thao cài bích bà lô srey tì đàn à. Bà thơ bà khô cùng nát bà con bà phứ. Mơ tớ bà cô ơi bà xa mang tay bà xa bà đi đêm bàn tàn. Bà thì tiết dùng tạm đàn lụt bàn thám. Hãy át tạ bà tì bây. Bà khư tạ tông đừng đà ra chùm riêng lụt bây chmua cư nạn điên áo sụ con cả nhà. Tinh cắt đô giang thom mùi áo chò lì. Hai bên ích bà bà cùng bóng tay bà riêp chòm. Đã dừng mơ tới bà bật chỉ sọt sát mình tên. Bạn chẳng bay mất một tạm đàn cho một chùm bạc đổi tỏ tay. Son Srey Pich chạy dùm lệch bọt bì sọt bạc đông thọ bạc sẵn. Bên khuyên bò rừng mình lại lẽ rồi bỏ ọc nhà mình nè. Rích nghiệp rừng pinh đà ra chùm riêng nạn điên Son Srey Pich. Bạn chạy dùm lệch nữ bò rừng mình đọc của áo nhạc áo mũi. Đại bàn chọc sai bì đồng nâng lại lẽ rồi bỏ lộ chùm tiêu đẹp Malina. Nâng lộ ọc nhà đủ chay. Thaym đọc chọc nữ sầm nê hạ dô chú bạc chùm bù rừng rái lại lẽ thà. Báo chí vật cụ nữ mình cho xâm rộng khỉ có bạch bạc nữ tư. Đã phơi riêng khuôn về bộ xa xâm ra bản ốc tàng xong khang. Ở rõm khuyên này rụt phía bật mình mang chìa cá trả mạ tê. Chính mỗi khỉ nụ đá con sạch đá ra cầm plan chứng chả nê xong xí hữu lúc ní. Bạn bắn to bộ bịa bằng hành phía bằng mòm rụt bọc nụ sạch. Kéo chụp rương lạnh lạ thà. Nạc đăng nâng chụp tự vô lạ rõm mùi ní. Bạch nê hói. Vậy có chọc ở phép công vò. Các bí chi và phép lật tập phép chân châm. Nâng nhu nhấm đám bấy con con. Nơi phía cao to rồi miên chạy rùng lịch. Tham chọc nơi bọc bí sao giang bình lấy nô. Trời ban nẹ lên vật đàn sẵn công bôi chùm luôn. Bằng hàng chùm hố sớp. Tham tăng bên mặt tệ môi lực lạc vật tham tiệt tha. Bằng hà chỉ vật cú. Trên đọc lưu lại nhà tha. Chỉ vật đầy bạc bôn bạch bạc nê. Xóm rạp nụ sấy chăm tại kho. Chăm tại kỳ sao chung. Tại khi mình nhận là đằng cái bí khuôn dương thể bọn. Tùng rõm tại rằng mòm một đá bí ní. Mình đang thá trom nâng ở vầy khá tê. Về tình yên là chỉ vật cả chiếm nụ sầy. Bà bí mật này kì tệ tôn nâng nạn niên Son Srey Pich đã dự sổ tha chi. Bà côn rồi bọ. Bà ta sáng xí nụ đã ra complain đó là bây mở rụt. Hà lần này nạn niên có bàn. Bà bộ bịa bà môi chùm nuốn. Bà tệ tôn nâng lịch lưu đồng nâng và lành lẽ bà lục ọc nhà đúng chai hay nâng phẻ dìa bà đẹp Marina. Thà bà chỉ vật cú ruột nữ. Mình cho xâm rộng khỉa tê bài khỉa gọc bài tư. Đào bà riêng khuôn vế bà xá xâm rạp rụt tàng xong khang. Ở rõm khỉa này bà rụt phép bật mình mang chỉ ca trả mà. Bà nên chỉ ca lực lăng bà nẹn điến. Thà bà chỉ vật cú mình cho xâm rộng khỉa. Bà ruột nữ dùm bà khỉa thuở ấy. Bà bài tư đàm bấy ở viên lọ bà xá tàng xong khang. Hãy trong sông rụm lắc nơi bà tập hôn đó cứ lúc chùm tiêu bà đẹp Malina bà bằng hoa xa lành lẽ nơi lưu bàn đà nhờ sông cúng. Đây thôi ơi bà bây mất có đôi chì bà hà chôn bùi chùm nuôn bên cà ngưng chung ngó. Hay nâng bên cà sọc sạch đai phong đài bình cù ná bà cù xin nai đọc em là hai mươi cù ní. Bà chí bà tơ bạc mê thật vinh. Bà hay nơi bên ní cứ bình toàn bên cà bình chạy bì phía kinh kháng nà ở bàn chạy bà lòng tê. Còn thà bên cà bằng hoa xa. Bà xa lòng bà bần tích bần tuột. Lựa ọc nhà đuông chai nếu bàn bằng hoa xa thà bê bởi lý nâng bỏ xa rai cả bật. Bà hồi lục chùm tiêu đẹp mà lì nà nếu có bàn bằng hoa xa đây. Bà chùm nái bê bởi lý chả ra từ lươn lục khó hơi chẳng chả đau. Bà hay dừng xuống khâm thà bởi vây nâng biên lọ phá xa lăng quỳnh. Bà bây mất xong bà chọp át tập bọt nâng hay dừng một tạm đàn hư át tập bọt bà mùi tiết. Đã tôn nâng bà lục xây tịch đàn nà bàn phơi khúc cầm nát ở con bọc đó cua ở xoắn lành. Ây giá khúc cầm nát con bọc chai đàn nà nâng bù máu.
មើលទៅសាមញ្ញសាមញ្ញមែនតែពុពេញទៅដោយស្នាមញញឹមសប្បាយរីករាយនិងកក់ក្តៅខាងណាស់ថែមទាំងជូនពរកូននៅម៉ែអែមតែម្ដងការពីថ្ងៃទី 7 ខែកញ្ញាឆ្នាំ 2020ទៅកន្លងផុតទៅថ្មីៗនេះគេឃើញថាលោកស្រីធីតាណានិងស្វាមីបានរៀបចំពិធីខួបកំណើតកូនស្រីច្បងរបស់ខ្លួនមើលទៅការរៀបចំពិតជាសាមញ្ញសាមញ្ញតែពុពេញទៅដោយសេចក្តីសប្បាយរីករាយនិងកក់ក្តៅយ៉ាងខ្លាំង ចំណែកឯម្សិលមិញនេះថ្ងៃទី 17ខែធ្នូឆ្នាំ 2020គឺដល់ថ្ងៃខួបកំណើតកូនប្រុសពៅវិញម្ដងមើលទៅមុខម្ចាស់ខួបសប្បាយរីករាយខ្លាំងណាស់ក្នុងនោះដែរចាស់ដាណាបានបង្ហោះរូបភាពនិងវីដេអូនៃពិធីខួបកំណើតដ៏តូចមួយជួបជុំគ្រួសារដែលរៀបចំធ្វើឡើងសម្រាប់កូនប្រុសពៅសម្រាប់ចិត្តព្រមទាំងភ្ជាប់សារខ្លីមួយថាអនុណាស់កូនចាំម្ដាយធ្វើខួបកំណើតឲ្យចំណែកឯម្ដាយភ្លេចខួបកំណើត ជូនពរកូនមានសុខភាពល្អនិងអនាគតល្អក្រោយឃើញទនធានភាពបែបនេះហើយធ្វើឲ្យแฟนៗជាច្រើនរបស់លោកស្រីបានចូលទៅខមមិនបែបនេះថាជូនពរក្មួយមានសុខភាពល្អរឹងមាំធំឡើងខ្លាយដូចជាម៉ាក់មីអញ្ចឹងរីករាយថ្ងៃខួបកំណើតក្មួយជូនពរចៅសំឡាញ់មានសុខភាពល្អប្រាជ្ញាឆ្លាសវៃអាយុវែងជូនពរក្មួយឆ្លាតពូកែសុខភាពល្អនិងរឹងមាំដូចប៉ាម៉ាក់ជាដើម ហើយក៏នៅមានពាក្យពេចន៍ខមមិនជូនពរជាច្រើនទៀតដែលមិនអាចលើកយកមករៀបរាប់អស់បានបាទប្រិមិត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងលោកស្រីទីដាណាដែលយើងមើលនៅក្នុងរូបថតគឺបាទលក្ខណៈបាទគ្រួសារនោះទេដោយធ្វើខួបកំណើតឲ្យកូនប្រុសពៅដែលយើងមើលបាទក្មេងគួរឲ្យស្រឡាញ់មែនតើហើយស្រស់ស្អាតបាទហើយខ្ញុំបាទក៏សូមជូនពរដល់ក្មួយក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសារបាទលោកស្រីទីដាណាជួបតែសំណាងល្អសុខភាពល្អអាយុយឺនយូរផងដែរ បាទប្រិមត្តសូមបញ្ជាក់អត្តបទនឹងហើយយើងមកតាមដានអត្តបទមួយទៀតតាក់ទងនឹងបាទតារាចម្រៀងល្បីឈ្មោះគឺអ្នកនាងអោសកុនកញ្ញាវិញម្ដងអេមតែម្ដងអាយ៉ាស្ងាត់ស្ងាត់អោសកុនកញ្ញាទិញកាដូដល់ធំមួយអោឆូលីពេលនេះប៉ាប៉ាកំពុងតែរៀបចំសូមរំលឹកឡើងវិញបន្តិចផងដែរថាកាលពីថ្ងៃទី 11 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2019កន្លងទៅក្រោយរៀបការតារាចម្រៀងអោសកុនកញ្ញាបានសម្រាលកូនប្រុសម្នាក់ ដល់គូឲ្យស្រឡាញ់ទាំងម្ដាយនិងកូនគឺមានសុខភាពល្អខ្លាំងណាស់កូនប្រុសរបស់តារាចម្រៀងរូបនេះមានឈ្មោះថាអឹងបញ្ញាបុតហៅឆូលីរឹតតែពិសេសថែមទៀតនោះឆូលីគឺមានមុខមាត់គូឲ្យស្រឡាញ់ខ្លាំងណាស់ថែមទាំងមានថ្កល់ខួចកាត់ទៅឪពុកថែមទៀតផងកញ្ញានិងស្វាមីកំពុងតែសាងសុភមង្គលក្នុងគ្រួសារយ៉ាងកក់ក្ដៅជាមួយនឹងកូនប្រុសសំណព្វចិត្តរបស់ខ្លួន មួយវិញទៀតបើទោះបីជាអសកុនកញ្ញានិងស្វាមីមានការរវល់ការក្នុងការងារយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅតែឆ្លៀតពេលវេលាដ៏មានតម្លៃនៅក្បែរនឹងថែទាំឆូលីនាំឆូលីដើរលេងកន្លែងកំសាន្តជាញឹកញាប់ប្រកបដោយភាពសប្បាយរីករាយនិងកក់ក្តៅយ៉ាងខ្លាំងចំណែកឯនាថ្ងៃទី 18 ខែធ្នូឆ្នាំ 2020នេះអសកុនកញ្ញាបានប្រកាសដំណឹងមួយសម្រាប់ឆូលីដោយបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាផ្ទះឆូលីចិត្តបាននៅហើយ យ៉ាងតិចប្រហែលជាជាងមួយឆ្នាំអីទៀតព្រោះដេឌីកំពុងរៀបចំក្រោយឃើញបែបនេះហើយធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងសម្ដែងក្តីរីករាយជំនួសនិងបង្ហោះសារចូលរួមអបអរសាទរជាច្រើនហើយក៏មានអ្នកទៀតចប់ហើយក៏មានអ្នកខ្លះទៀតចូលទៅខមមិនយ៉ាងច្រើនថាស្អាតណាស់អាយដលរៀងបងធំអីលូវស្អាតណាស់ព្រមទាំងមានពាក្យជូនពរអបអរសាទរជាច្រើនទៀតដែលមិនអាចយកមករៀបរាប់បាន បាទប្រិមិត្តនេះគឺតាក់ទងអ្នកនាងអោសគុណកញ្ញាបានបង្ហោះបាទរូបថតបាទផ្ទះរបស់ឆូលីបាទពិតជាបាទស្រស់ស្អាតមែនតើខ្ញុំបាទក៏សូមជូនពរដល់ក្រុមគ្រួសារអ្នកនាងអោសគុណកញ្ញាក៏ដូចជាក្មួយប្រុសជួបតែសំណាងល្អនិងសុខភាពល្អអាយុយឺនយូរផងដែរអរគុណប្រិមិត្តសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅអត្ថបទខ្លីៗនេះ